Trong khi nhiều nhà hàng tại Trung Quốc vẫn rơi vào cảnh thiếu lao động sau tháng Tết, một nhà hàng tại Thượng Hải lại không thiếu nhân viên phục vụ. Đó chính là những robot bồi bàn nhanh nhẹn và thân thiện. Nhiều người đến ăn uống tỏ ra rất ưa thích nhân viên bồi bàn đặc biệt này. Đây là một trải nghiệm mới. Đây là lần đầu tiên tôi thấy robot là bồi bàn. Tôi ước gì nhà tôi cũng có một đầu bếp là robot như thế này. Không chỉ là công việc bồi bàn, những chiếc robot này còn thu hút thêm một lượng thực khách không nhỏ cho nhà hàng nhờ vẻ đáng yêu của mình. Theo chủ nhà hàng, đây là một sự đầu tư đúng đắn khi chỉ cần bỏ ra 200 nhân dân tệ mỗi năm để sạc điện cho mỗi robot.